ngước lên tim. Anh lùn, anh cao có mấy sáu mấy vậy? Thông cảm. Rồi, một lớp cứ thả cho nằm đó cái đã. Cái phần bên này thì lại ngược cái tay lại. Ngược cái tay lại. Nhưng mà khi mà ngược cái tay này anh em mình cắt nhớ nha. Cái phần bên này á là anh em mình không có cắt nó quá xéo, cắt nó nghiêng một ít thôi. Bên này mình xéo nhiều nè, nhưng bên này mình xéo hơi ít một tí. Mà sao xéo ít à? Xéo để lát rồi sẽ giải thích. Nhưng mà cái này thì anh em cắt xéo ít chứ không có xéo dựng đứng như bên này. Và kéo cái tóc này vẫn lên 90 độ và tay kẹp xéo thôi nhé. Anh em có thể cắt ngang hoặc bấm răng cưa tùy sở thích của anh em nha. Nhưng mà nếu bấm răng cưa được thì nó vẫn chắc chắn thì cái nếp tóc nó sẽ đẹp hơn. Rồi bắt từng lớp mỏng có thể nhất nhất có thể lộn càng mỏng càng chuẩn. Thật sự là nhiều khi anh em bắt dày thì lười thôi, chứ còn mà thật sự là bắt dày nó cắt không bao giờ chuẩn bằng mỏng được hết. Cái gì mỏng nó cũng ngon hơn chứ. Sao anh em cứ thích dày dày? Em nghĩ dày dày nó đã hơn. Vậy là gì ta? Hào thích dày rồi. Cái đó dày với to nó khác nhau. Là ý anh ấy độn cái đồ nó dày lên á. Rồi. Nhớ nha, khi mà cắt đã cắt cái này xong qua rồi. Mọi người nhìn nè, cái mái tóc khi mà đã cắt cái phần ở giữa là chưa cắt đúng không? Giữa chưa cắt. Thì bây giờ mình sẽ bắt lấy cái lớp phía bên này nè. Lớp mà mình đã cắt rồi á, với cái lớp của phần bên này thì mình sẽ cắt cái sợi tóc nó thẳng qua. Thẳng qua, nhớ nha. Là bắt vừa bên này vừa bên kia luôn. Đúng rồi, vừa bên kia. Đi cho nó liền hai cái mối lại với nhau. Rồi tới cái phần mái nè. Phần mái nãy giờ là mình chưa đụng tới nó nhiều đúng không? Bây giờ mình sẽ cắt cái phần này tiếp tục. Cái chỗ này hồi nãy cần đã cắt tới đây, nhưng mà phần trước này cần chưa lại, cần chưa cắt. Tại vì cái phần mái nó cần cái độ dài hơn là cái phần sau này một tí, tại sport mà nha. Thì hôm nay bây giờ nâng, bắt đầu nâng từ bên này qua nè. Nâng qua nè. Và cái tay mình nè, nhìn nha, cái tay mình sẽ đi hơi xéo lên 90 độ, nhưng cái tay hơi xéo ha. Và mình sẽ cắt bỏ nó xuống nha. Tiếp tục cái lớp này thì anh em cũng nâng lên liền lại, và bên này cũng thế thôi. Rồi sau đó khi mà cắt xong mình phải chạy xuống. Tại anh em biết vì sao mà phải chạy xuống như thế này không? Mình chạy xuống để mình canh cái mái tóc lại. Tại vì khi mà nếu mà nó lòi lõm thì mình phải xử lý cho khách hàng của mình. Tại vì về nhà có đôi khi khách hàng của mình họ sẽ không có vuốt keo vuốt quát đâu. Về nhà họ không vuốt, thì khi mà không vuốt thì nó sao? Nó rủ xuống. Mà chẳng lẽ nó rủ xuống nó lộn chỗm, khi mà vuốt lên thì nó đều, nhưng mà rủ vuốt xuống nó lộn chỗm thì anh em cũng không được. Thì anh em mình phải khi mà chỉnh rớt xuống, anh em mình chỉnh lại những cái chỗ bị dư cho khách hàng của mình, để lỡ về nhà họ làm biến họ không vuốt á thì nó cũng dễ coi nha. Rồi cái phần ở sau gáy nè thì cũng như thế luôn. Cắt nâng lên bao nhiêu? 75 độ nha. Nè cái tay kẹp nè, toàn bộ anh em đều kẹp bị sai. Toàn bộ anh em vào kẹp kiểu này nè, sai hết. Cái 70 ở sau á, cái cách kẹp của nó là như thế này nè. Nó sẽ đi nghiêng theo cái khuôn đầu nha. Nó sẽ nghiêng ra theo khuôn đầu nè ha. Và mình cắt. Đa phần là anh em toàn bắt lên dậy không nè. Khi mà nghiêng theo khuôn đầu rồi mình mới bắt lên sau, mình chỉnh là cái ngọn thôi. Chứ còn mà anh em bắt nghiêng lên như vậy là cắt bị sai góc độ rồi. Rồi tới phần mái thì mình sẽ dùng cái gì? Kéo tỉa. Rồi anh em cho một cây mượn cây kéo tỉa. Hôm nay toàn sao đô mượn thôi. Cái đầu này đúng là mình hớt cao thêm một tí nữa nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà bị sao? Bị u. Cú u lịch sử ha.
nay mình không được cắt lên nữa, tại vì này nó sao bây giờ cần sẽ hướng dẫn cho anh em cách xử lý cái này. Thì mình sẽ dựa vào vị trí của cái u đó, mình tỉa bớt cho cái tóc nó có độ tự nhiên lại nè, tỉa vào cái vị trí của cái ngấn thôi. Rồi phần sau mình tỉa vừa tại tóc em trai này, hai xoáy là một, nó dựng lên, nếu mà tỉa nhiều quá nó dựng lên. Cái phần trước nè sẽ có nhiều cách tỉa cho anh em, mà khi tỉa thì tóc chỉ ẩm hoặc khô chứ không có ướt nha, ướt tỉa nó không đều. Thì mình một là mình sẽ bắt lên mình tỉa từng lớp, tỉa từng lớp là mình sẽ đưa như này mà mình nhấp vô một cái, mình kéo ra, và khi nhấp cái thứ hai là không được nhấp lại vị trí cũ nữa, nhấp vị trí cao hơn một tí rồi là xong một lớp, cứ thế bắt tới. Và khi nhớ nha, cái bắt tóc nó khác với bắt của cái này, tại vì khác gì bên này biết không? Tại vì bắt tóc mình sẽ bắt lại một ít lớp cũ để làm chuẩn, còn bắt tóc để tỉa sẽ không bắt lại lớp cũ nha anh em, nhớ nha. Tại khi anh em biết vì sao bắt lại lớp cũ, nó đã tỉa rồi, anh em mà bắt lại là nó mỏng lắm. Cái ở tiệm khi mà anh em cắt ngoài đường mà nó được 6 điểm thì vô tiệm anh em sẽ có cơ hội được 7-8 điểm. Tại vì ở tiệm luôn luôn lúc nào nó cũng sẽ thấy đẹp hơn là ở ngoài đường hết á. Tại lý do thì sao? Môi trường cắt tóc nó nóng nực, người mình nó tâm lý mình nó ảnh hưởng tới cái gọi là phong độ cắt tóc mình á. Nó ảnh hưởng chứ. Những anh em thợ mà vào tiệm rồi anh em thấy có khác không? Đúng không? Ở tiệm nó mát mẻ, nó thoải mái hơn, chứ ở ngoài đó nó nắng chang chang quá, cái tinh thần cắt nó không có. Rồi ngước lên nhiều anh tí. Nè, cái phần mái nè là mình cho nó hơi mỏng một tí. Tại vì phần mái á, nếu mà các bạn để nó quá dày, để nó quá dày á thì nó bị sao? Khi mà vuốt chậm lại á, nó bị quá đậm, màu nó quá đậm. Khi mà mình cắt xong rồi nè thì các bạn sẽ bắt lớp ngang lên để kiểm tra. Nếu mà nó đều như thế này, mình bắt dọc, hồi nãy mình bắt ngang nhưng mà giờ mình bắt dọc xuống lại nè. Nếu mà nó chuẩn như thế này thì chắc chắn anh em mình đã cắt chuẩn. Ha. Còn ví dụ mình bắt dọc và sợi đó nó bị nhô lên một hai sợi thì làm gì? Đưa kéo sợ những cái sợi dư đó ra, người ta gọi là so tầng chỉnh khung. Ha. Khi mà bắt xong rồi mình nhớ bắt ngay dọc lại vậy nha. Nhìn nè. Chứng nhờ, giữa cái này dư nè. Đó, mình chỉnh là những cái này. Nếu anh em cắt chuẩn là dường như không cần chỉnh luôn. Ha, đã đều hết rồi đúng không? Rồi ok, không cần cắt nữa. Cho cần mượn một cái cạo khô, anh em nào có cạo khô không? Nãy giờ là cắt bằng Legend nè. Senior nè. Này hai con này là hết 7 chai rồi nè. Đó. Con này hình như mấy ta? 2 triệu mấy cho thành gần 9 triệu mấy, cộng thêm con này chẳng 10 triệu mấy trăm ngàn. Cái này là ông nội của tàu luôn. Nhưng mà anh em đừng có nhầm lẫn, cứ nghĩ là trong đời tàu là nó sẽ dở. Nó chỉ không tốt thôi. Nha, nó không có độ bền nó ấy thôi, nhưng mà cạo thì đúng thiệt nó dở thiệt. Nha, nó dở thôi, chứ còn mà nếu mà trong đôi tàu mà anh em dùng thử gọi là con gì ta, Babilit á, nó của tàu đó, thật sự nó rất là mắc, cắt rất là tốt. Có ai kêu chê con Babilit nó dở đâu, hàng nội địa tàu rất ngon nha. Khi mà cạo nè, anh em mình cạo xuống trước, cạo xuống trước nha, sau đó mình mới cạo ngược lên. Cạo ngược xuôi sướng, sau đó mình cạo ngược lên. Nó sẽ không có để lại ngấn. Đi phần nhẹ phần dưới thôi. Nhưng mà cái tông, cái máy cạo khi mà đi lên em cũng phải đá nó ra nha. Chứ không phải là nó máy cạo, tôi không cần đá đâu. Bây giờ nè, mình sẽ sấy nó lên. Cái nhiệt luôn luôn chỉnh là nhiệt gì? Nhiệt nhẹ, nhưng mà gió gì? Gió hết cỡ nha. Nè anh em, bẻ cái sóng ngược ra nè. Có con máy sấy nào khác không anh em? Cái con máy sấy gì mà nó yếu xìu vậy? Sấy cũng được nhưng mà nó lâu thôi.
thấy gì mà thở không ra hơi vậy mà. Anh em nhớ nha, xí ngược lên hết nè, nhìn nè, thấy không? Nha, xí ngược lên hết nha. Có cái con của cái gì đó, cái con này cũng được rồi. Không thấy có hơi liền á. Rồi nhìn thẳng tới trước em, không cần nghiêng thôi. Anh em xoay ngược, thấy cái này anh em xoay ngược lên không? Ngược lên nha. Ở bên này nè, đầu tiên á, lớp đầu tiên nè, anh em cũng phải xoay ngược lên luôn. Cái này để làm gì anh em biết không? Là tạo độ phồng. Rồi bắt đầu. Giờ bên này anh em sẽ xé hơi nghiêng vào một tí. Trên này nè, ở trên này anh em sẽ cúp xuống nè. Anh em nhớ nha, sport này là tạo sóng rối nha, không phải là sóng mượt nha. Dây nó ngắn quá. Bên này nè, xoay ngược lên cho nó phồng lên. Và cái sóng tốc nè, mình đi như thế này nè, cái lược á mình sẽ đi ngược lên và cái máy xoay mình sẽ đi trên xuống. Còn phần máy thì cũng vẫn như thế thôi, anh em mình xoay ôn lại kỷ niệm vài cái cho nó dựng lên. Rồi sau đó mình bắt đầu mình kiểm tra là những cái lỗi sạn nè. Đầu tiên khi mình vuốt cái tóc sport á, nguyên tắc nó không bao giờ dư bên này, không bao giờ được dư bên này, thì những cái chỗ dư ra anh em mình làm gì? Tiễn về nơi an nghỉ luôn. Đó. Cái độ ở trên này thể tỉa cho nó mỏng bớt nha anh em. Đây thì cái khung tóc thì mình kiểm tra những chỗ nào bị, khi mà mình sấy lên xong thì tóc nó đã bung ra rồi, những chỗ nào dư ra thì mình bào nó lại cho nó. Rồi cho mượn một cái hộp pomade, một chai gôm. Bây giờ mình dùng một ít pomade gốc dầu nha. Và lấy thì anh em mình lấy một hàm lượng vừa đủ thôi nha. Nha. Pomade gốc dầu nha anh em. Nè. Xoa lên tay. Và sau đó mình sẽ đánh ngang cái mái tóc lại. Làm cái kiểu môi cần á. Ừ. Đánh phần trên thôi. Tại vì khi anh em mình đánh ngang thì tóc nó sẽ ra hiệu ứng này nè. Thấy không? Ở trên nè, đánh rồi đừng đụng chạm gì tới nó nữa nha. Phần dưới này anh em cào nó lên. Hồi nãy mình đã sấy rồi, nhớ không? Hồi nãy mình đã sấy rồi. Và cái tay mình luồn vô trong nè. Để tạo lên những cái hiệu ứng gì? Hiệu ứng sóng. Và cái này anh em tuyệt đối không được dùng lược chải. Chải thì ra nếp mượt, nó không còn là, không còn là sport nữa, thể thao mà, nó phải phá cách, nó phải này kia một tí. Còn khi mà anh em mình đã dùng lược vô chải rồi thì nó đâu còn gì gọi là phá cách nữa đâu. Cái này phá tóc. Nha. Rồi. Những cái vị trí, những cái chỗ này nè, anh em mình bớt nó lại, cái ngọn lại. Tạo kiểu à, đã tạo kiểu thì mình chỉnh chu luôn. Tép những cái tép tóc cho nó lại thành tép á. À. Anh em thấy không, khi mà cái tóc nó lại thành tép thì mình nhìn nó
nó đẹp hơn. Cái ngọn thôi nè, mình xoay cái ngọn lại nè, cái tay mình cắt luôn rồi. Những chỗ dư nè, dư cái này là dư vì lý do gì? Ví dụ dư ấy thì anh em mình dùng cái tay mình vuốt lên nha. Nếu mà dư là do cái khung nó dư thì mình mới cắt. Những cái đồ mà bị móp đây nè thì mình tỉa mỏng bớt đi. Những cái đồ nó bị lóp vô, móp vô thì mình tỉa để nhặt sẵn thôi mà. Cameraman vừa qua đây cái là vừa xong luôn á. Không sao cả nha. À, khi mà những cái tóc này rồi á, anh em muốn ở trên này nó có độ phồng hơn thì cần chỉ cho nè, khi mình đã đánh rồi nha, mình dùng cái tay nè, mình đẩy ngược nó lại, đẩy ngược nó lại rồi mình giữ nó, rồi mình thả ra. Đẩy ngược nó lại, giữ thả ra. Đẩy ngược nó lại, giữ thả ra để cho sóng tóc nó phồng lên. Anh em. Khi mà phồng lên thì mình tạo kiểu nó mới đẹp lắm, còn không nó tạo kiểu nó không đẹp đâu. Phần cuối cùng là phần xịt gôm nha. Phần xịt gôm nè, anh em nhớ tóc rối cho nó rối, cho nó phồng lên. Phồng lên nhớ nhớ cách sử dụng không? Để cái tay ngược lên vậy nè. Nhưng mà đè khi mà mình chưa xịt gôm nha, xịt gôm thì đừng có đè đít gì nữa. Đây xịt gôm là định hình rồi, công đoạn cuối cùng của tóc là định hình rồi, thì anh em mình không có xịt xiết gì đây lên trên này nữa. Và khi mà mình đã xịt gôm thì những cái sợi tóc mình phải cho nó vào nề nếp hết, mình bắt đầu xịt tóc. À, cái tay che lại nha. Xịt á, những kiểu này không được xịt từ trên xuống. Lý do tại vì sao? Nó chỉ bám được mặt ngoài thôi. Và khi mà cái tóc nó đang ngược như thế này thì mình xịt nó được vào tới chân tóc luôn, thì nó sẽ ăn tóc hơn. Tại vì những cái tóc này mình xịt rồi mình không tạo kiểu lại nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho thêm một tí tattoo hair nhẹ nhẹ đi ha, xíu thôi, và chỉ cho anh em cách cạo sao cho nó nét luôn. Cạo thì chắc anh em nào cũng biết rồi, cho cưng mượn cái khăn lau tay. Cạo thì thật sự anh em nào cũng biết cả chứ không phải là anh em nào không biết, nhưng mà cái là mình cạo sao để cho nó nét, cạo sao để cho nó đẹp, cạo sao cho nó tỉ mỉ nhất thì nó mới cần học, chứ còn mà cạo không bình thường thì thằng nào cạo cũng được hết á. Tóc ngon em, ngọt phải không? Hay coi coi. Rồi ok, mình phải trong đầu mình phải có cái hình sẵn trong đầu để mình kẻ, chứ không phải là tới đâu hay tới đó đâu nha. Rồi. Thay cho anh một cái dao anh em ơi. Anh em tập thói quen nha, khi mình đưa dao cạo mình phải gấp lại nha, chứ không có đưa kiểu này nhìn ớn lắm. Đặc biệt là trường mình tuyệt đối không tin tưởng được, không thể nào tin tưởng. Rồi khi mà cạo nè thì anh em xịt nước vô trước nha, và cái tay mình á dựa vào đây để làm điểm tựa và bật cái dao thôi, chứ không có phải là mình gì á, không có phải là mình cạo nó xuống nha. Cái dao nè, anh em thấy không, mình bật cái dao thôi.
Này là mình đi nửa lưỡi rồi không ạ? Ừ, 1 phần 5 lưỡi thôi, xíu cái ngọn với mũi lưỡi thôi. Xuống nè, ở trên này nè, ở anh em nhìn nè, lát mình sẽ hậu kỳ lại, là tức là những cái phần ở ngoài này nè, mình sẽ cho nó to hơn một tí xíu, càng lên trên mũi nó sẽ càng nhỏ lại chứ không phải nó bằng nhau nha, nha anh em nha. Rồi cái phần này ở trên này nó nhỏ nè, bắt đầu nó xuống dưới là nó to ra, ở trên nó có thể nhỏ nha, ở dưới phải to nha anh em. Nè, ở dưới nha, to ra nè, tạo cho nó to ra. Cho nó to ra, to, to nhỏ nè, vuốt cái phần to vô phần nhỏ nè, nha. Rồi tiếp tục nè, cái phần này nè, là trên này nhỏ, ở dưới này to. Nó ngược lại với cái kia. Và khi cạo những cái điểm này nó phải có cái gì ta, nó phải có cái mũi nhọn, là tức là cái hình này nó nằm đây nè, thì vị trí giao hai cái điểm này nó sẽ tạo ra một cái hình nhọn như thế này, nó mới đúng anh em thấy không, nhưng mà nó phải có một cái đường nhọn xuống vậy nó mới đúng, còn khi mà anh em cạo chỉ có hai đường nó chạm nhau thôi là sai nha. Và cái đường nó càng đi lui thì nó càng gì, càng nhỏ nè, nó sắc lại nè, em thấy không, càng đi lui thì nó sẽ càng nhỏ lại đó. Và bây giờ mình sẽ làm gì, mình sẽ hậu kỳ. Hậu kỳ là sao, là mình kiểm tra những cái chỗ này nè, cái chỗ nào mà nó chưa được nét thì bắt đầu mình phải làm lại cho nó nét, chỗ nào nó nét rồi thì thôi. Hồi xưa mình có sợi râu tài đây mà mình nó nằm phía cũng nằm đâu đây luôn, mà nằm phía dưới này tí nè, mình bắn luôn, đi ra tiệm bắn laser nó bắn bay cái nút rồi nhổ mấy sợi râu sạch ra, và cuối cùng vẫn thấy chưa nghèo. Để cái đó là ai tin thì cứ để, còn ai không tin thì thôi nha. Anh em mình phải là người quyết định số mệnh nhé, nghề tóc của anh em mình mà, mình kiếm sống từ nó mà, mình phải quyết định chứ, đúng không, sợi râu nào quyết định cho anh em mình đâu. Lại cho nét, nét xong rồi mình phải đi gì, ngược lại nữa nè, ngược lại. Anh em tập thuận dao thì được rồi, mà anh em tập ngược dao thêm nha anh em. Mấy anh em mình có cái là ngược dao hơi yếu, cái này cũng nói thật nha. Chết mẹ, chảy máu rồi. Ủa, có đang khóc không kìa? Khóc đi em. Em khóc. Em không? Em khóc kiểu đó hả? Cầm cây này cho đồng tay nè anh kìa. Cầm vô, lật luôn. Dưới này cho nó to ra một tí nữa. Cảm thấy mình cố gắng mình cho to hết sẽ có thể. Còn cái phần trên này nè, anh em mình đã cạo nét rồi nhưng nhìn nó sẽ không nét, cần sẽ chỉ cho anh em này lý do tại vì sao, vì sợi tóc nó che lại, anh em mình chỉ giờ cùng giờ cần dùng cái kéo cắt thôi nè, kéo cắt nè, anh em mình đi lên cái vị trí này nè, anh em nhìn nè, anh em vanh cái vị này lại nè, đó là cái hình này nó liền hiện ra liền, anh em thấy không, rồi. Những cái sợi mà nó bị tua xuống dưới nè, cho nó lên luôn.
Đây. Một mái tóc hoàn thiện. Xong rồi, nha. Xong rồi. Đúng rồi. Có anh hai chai. Rồi. Rồi, cho gần mừng cái khăn anh em ơi. Cái khăn mới lau tay xong đi lau cổ nó tội nghiệp. Nhưng cũng lau. Đây. Cái này nè, mình hớt sạch sẽ quá mà cái này lông cổ nó nhiều quá nè. Mình cạo cho sạch lông cổ ấy luôn. Cầm cầm này. Thôi nói xuống tới cái lưng. Cái dao cạo à? Không, cái dao đó không được. Đó đó, dao cạo. Xuống tới lưng luôn, cạo áo này cạo. Nè. Cứ xuống. Cái này lông dữ vậy. Có nhiều chỗ lông còn khiếp hơn nữa em. Nói nhỏ tí mà lông quá trời lông luôn. Làm ri. Rắn mà râm ghế ri. Khi mà cạo mà anh em nhìn cái khi mà anh em mình cạo á, anh em mình đi cái dần dao nó dài ra nha, mạnh lên đi nó dài ra để có gì nó đứt đứt cho sâu chứ có đứt cạn cạn ngứa nha. Cạo là dài đó nha, kéo dài cái dao ra nè. Mình càng nhấp 2-3 cái ngắn này nhấp dài mà tùy theo cái sở thói quen của mình. Không, thói quen anh em mình nên cạo cái từ từ. Tóm lại là mình không có nên chạy một cái dài vậy. Nhưng mà mình chạy xuống cái đó rồi mình bắt đầu chạy cái dài thì nó sẽ quen cái dao cạo hơn ha. À, cái lỗ tai nè, nhìn nè mọi người nhìn kỹ nè. À, lông lỗ tai nè, nhìn xuống cái áo nhìn mọi người này nè. Đó, cái lỗ tai cạo có miếng không, chừng này lông đây. À. Nhỏ lớn chưa cạo lông ta, chỉ cạo lông kia thôi à. Đúng không em? Dạ. Yeah. Cạo lông kia không? Không. Ý nói lông tay lông chân á. Chưa. Chưa hả? Rồi. Hôm nay là Cường đã kiểu tóc đầu tiên mà Cường chia sẻ cho anh em ngày hôm nay. Đây là gì? Spot nha. Anh em thấy mái tóc này được không anh em? Hợp với bạn này không? Vẫn là trẻ trung, rất là đẹp, vẫn là ngon lành, sao đâu. Đúng không? Rồi. Cái dấu này á mọi người không phải là mình mà đeo khẩu trang nó cắt ngoài đường biết nhìn nè. Ha. Đây nha. Rồi. Mái tóc hôm nay thì mình sẽ Cường sẽ kết thúc cái mái tóc này ở đây. Anh em mình nghỉ khoảng mấy phút là bắt đầu vào kiểu tóc thứ hai. Ha. Hôm nay Cường sẽ chỉ cho anh em mái tóc thứ hai mà Cường học anh em trực tiếp. Học kiểu tóc thứ hai là kiểu tóc La Mã. Nha, tóc la mã là những cái tóc mà vuốt dựng lên á anh em nhá. Tóc la mã là những cái tóc mà vuốt dựng lên. Cái đầu mà cắt la mã đẹp là những cái đầu giống vậy nè, mà cắt nó ủi mã rồi ha. Nha. Rồi bây giờ thì nhờ cameraman sẽ chụp một tấm hình của em này với anh em mình. Mấy anh em mình đứng ở đây hết chụp với tác phẩm một cái.